Chào tất cả nhà, tôi là Khương. Mọi người thường gọi tôi là Mr. K. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Và bây giờ, để tiếp tục trong chuỗi video yêu lại từ đầu với Microsoft PowerPoint, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần rất là thú vị. Chúng ta sẽ tạo hiệu ứng trên chữ Spider-Man như các bạn vừa thấy trên màn hình, để chúng ta có được sự độc đáo trong việc chúng ta gây ấn tượng cho khán thính giả của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn chi tiết. Đừng quên, nếu các bạn thấy hay và hữu ích, hãy subscribe kênh để theo dõi những video clip tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tạo các bạn nha. Click phải chuột, chúng ta chọn New Slide. Và nhớ ở phần New Slide này chúng ta sẽ đưa layout về, chúng ta chọn là Blank. Được các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ click phải chuột, chúng ta chọn Format Background. Tôi sẽ đưa về màu đen. Nên hơn. Spider là màu đen các bạn. Insert, sau đó tôi sẽ chèn một cái grass vào các bạn. Insert. Đây, tôi sẽ nhập chữ là Spider-Man và nhớ viết hoa các bạn nha. Và chúng ta sẽ cho văn bản này là màu trắng các bạn. Rồi, sau đó tôi sẽ về home, tôi sẽ thay đổi cái phông chữ ở đây. Tôi ví dụ như tôi chọn chữ phông chữ là .vn Arial. Các bạn có thể chọn bất kỳ cái phông chữ nào các bạn yêu thích. Ở đây tôi sẽ tăng kích thước phông lên. Nha, tăng kích thước phông lên ở một cái phông mà các bạn yêu thích. Rồi. Và bạn có muốn in đậm không? Còn không thì chúng ta chỉ để như thế này thôi. Ở đây chúng ta in đậm lên nha các bạn nhá. Cho nó thú vị thôi. Sau đó các bạn nhân bản cái từ Spider-Man này lên, Ctrl D. Nhân bản lên để làm gì? Để chúng ta tìm được chữ M và chúng ta sẽ xóa hết tất cả những cái ký tự còn lại chỉ trừ chữ M này thôi. Rồi, sau đó nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ xoay cái chữ M này lại theo chiều thẳng đứng. Shape format rotate left vertical. Và chúng ta đã có gì đây các bạn? Đó, có chữ M ngược. Bây giờ chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ làm một cái cộng dây các bạn nhá. Insert các bạn chọn vào đây. Đây ha, line các bạn, line thôi. Chèn một cái đường line các bạn. Các bạn nhớ nhấn giữ shift các bạn nhá để cho cái đường line của mình nó được thẳng. Rồi, các bạn cứ kẻ một cái đường thẳng đi từ trên đi xuống dưới. Và các bạn thấy chúng ta sẽ chọn shape outline là màu trắng các bạn nhá. Rồi ok, đã chuẩn chưa? Chưa chuẩn, chúng ta di chuyển qua. Rồi chúng ta chọn cái đối tượng M được lật lại và cái hình khối, cái đường line chúng ta mới kẻ vào. Chúng ta sẽ nhấn tổ phím Ctrl G để chúng ta group lại thành một cái nhóm đối tượng. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến chữ M ở đây, được chưa? Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ tạo hiệu ứng đi từ trên đi xuống, được chưa? Giống như bị thông thường các bạn nhá. Chúng ta vào animation, chúng ta chọn hiệu ứng là flying, được chưa bạn ha? Effect option là đi từ đâu? Đi từ trên xuống các bạn nhá. Nhưng mà chúng ta không nên sử dụng cái hiệu ứng này, nó chưa hấp dẫn lắm, chưa có đủ thú vị. Nên gì? Chúng ta bỏ cái hiệu ứng này đi các bạn nhá. Click phải chuột, chúng ta chọn remove. Chúng ta sử dụng một cái hiệu ứng khác hay hơn. Đó chính là animation, chúng ta sẽ lựa chọn cái phần là motion path, chúng ta chọn là line. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta làm trên đó, chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới các bạn nha. Và chúng ta sẽ như thế nào? Cái này nha bạn nha, chúng ta sẽ kéo cái gì? Cái đối tượng này đi lên. Và cái đối tượng này nó phải nằm ở bên ngoài với bạn, ở bên ngoài slide của chúng ta. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Và chúng ta thấy nó đi quá xa rồi các bạn. Chúng ta hiện chỉnh lên tí xíu các bạn nha. Và cái hình bóng đó, cái bóng đó, đó chính là cái vị trí đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại các bạn. Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta là thòng xuống và nó có một đồ nhúng một tí xíu các bạn nhá. Rồi sau đó nó mới kéo lên. Bây giờ làm sao? Chúng ta sẽ click vào chuột ở đây. Và chúng ta chọn timing effect các bạn nha, chọn effect option hoặc là timing cũng được, đều chịu hết. Rồi chúng ta chỉnh đây các bạn ạ. Power end. Ở đây tôi chỉnh là 1.5 các bạn. 1.5. 1.5 giây. Ok, và tôi chọn là chức năng là auto reverse, có nghĩa là nó sẽ tự động, nó sẽ kéo ngược lại lên trên. Ok, và chúng ta xem cái hiệu ứng các bạn. Đúng nha. Rồi những cái nó kéo lên và chúng ta thấy cái gì? Cái đường line của chúng ta nó chưa gì các bạn, nó chưa đủ dài các bạn. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta bấm giữ shift này, chúng ta kéo dài lên một tí. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái tác phẩm của chúng ta. Nhúng các bạn nha. Và chúng ta chỉnh cái gì? Chúng ta chỉnh lại cái thời gian cho nó khoảng 3 giây các bạn nha. 3 giây. Và chúng ta xem lại nó đã như ổn chưa.
À, nhúng quá dữ các bạn nha, nhúng quá sâu luôn. Wow, quá hấp dẫn. Chúng ta có thể chỉnh là một tí xíu cho cái độ nhúng nó được tốt hơn các bạn nha. Chúng ta kéo cái này một tí xíu đi. Ok, rồi chúng ta play lại các bạn. Ok, that amazing. Thấy chưa các bạn? Rồi sau đó nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta làm sao để chúng ta có cái chữ này các bạn nha. Đầu tiên tôi sẽ nhân bảng lên các bạn. Nhân bảng lên hàng đầu tiên chúng ta sẽ cho chữ M là mất đi các bạn nha. Mất đi thì làm sao mất? Chúng ta sẽ vào home, chúng ta sẽ cho chuyển nó về màu màu đen các bạn. Và chúng ta thấy wow, mất chữ M rồi. Chúng ta sẽ nhân bảng lên Ctrl D một cái đối tượng nữa, và cái chữ này chúng ta cho chữ là màu trắng hết các bạn nha. Rồi, và chúng ta sẽ lựa chọn hai cái đối tượng đó các bạn, hai cái đối tượng nha, hai cái đối tượng chúng ta mới vừa, hai cái đối tượng hình số nha các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ chọn bao gì? Shape format, chúng ta chọn align, và chúng ta sẽ cắn về center và align middle. Đó, nó sẽ đồng nhất với nhau. Và nhiệm vụ của chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái đối tượng đầu tiên của mình ở trên đây các bạn nha, cái đối tượng nhân cung nè. Rồi, chúng ta sẽ cho cái hiệu ứng animation là fade các bạn ha. Đó, có nghĩa là chữ tiếp theo vừa kéo lên thì chữ này nó sẽ xuất hiện. Rồi, đầu tiên tôi sẽ chỉnh hiệu ứng, chỉnh cái thời gian các bạn ha. Xem như ở đây, đầu tiên tôi sẽ cho nó gì đây? With reverse. Giờ mới vô là làm liền luôn. Ở đây cũng vậy, tương ứng with reverse. Đi theo cùng cái anh chàng này, nhưng mà cái khoảng của anh là khi nào anh làm thì chúng ta sẽ thực hiện ở đây các bạn. Đó, tăng lên. Khi nào mà anh tới đây, được chưa? Tới đây. Đó, anh sẽ thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái kết quả như thế nào các bạn nhé. Wow. Wow, Spider-Man. Và tiếp theo cuối cùng chúng ta sẽ lấy gì? Chúng ta sẽ lấy những cái hình ảnh màn nhện này. Và nhớ các bạn tách nền nha. Chúng ta lấy màn nhện, chúng ta sử dụng từ khóa là Spider Network. Được chưa? Spider Net là sẽ có từ mạng nhện nha. Trên Google rất là nhiều, chúng ta lấy qua. Ở đây tôi sẽ copy cái hình ảnh ở đây các bạn nha, để chúng ta có một cái hình ảnh nó ma mị hơn các bạn nha. Rồi, tương ứng ở đây Ctrl C, và đây là Ctrl V. Thưa các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng lại tác phẩm của chúng ta các bạn nha. Ta chọn slideshow. Wow, rất thú vị các bạn. Hy vọng qua video clip này các bạn sẽ thực hiện được cái từ khóa Spider-Man này, sẽ tạo cho các bạn một cái sự thú vị, và đặc biệt là các bạn sẽ yêu lại từ đầu với Microsoft PowerPoint. Và đừng quên, nếu các bạn thấy hay, hãy subscribe để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.